Sóc Hàng Nhật Nội Địa. Chào các bác, bây giờ là buổi chiều ngày mùng 5 tháng 6 năm 2020. Là em lên sóng thì nhiều điều hòa quá mà các cái mặt hàng khác không lên sóng. Bác khách hàng quan tâm muốn yêu cầu em lên sóng các cái mặt hàng khác. Bây giờ em lên sóng một cái con lọc không khí của hãng Panasonic. Cho các bác nào có nhu cầu, đây là một cái con lọc VX-E60. Máy thì em nhập về chưa vệ sinh gì đâu nhé, lên sóng thô luôn này cho bác xem luôn. Nếu tình trạng không có tẩy rửa gì cả, máy rất là đẹp luôn. Đấy, dòng mặt dâng kính vẫy của Panasonic thì rất là ưa chuộng rồi. Con này công suất của nó là dùng cho phòng khoảng 40-45m trở lại các bác ạ. Đấy, tình trạng máy thì khá đẹp. Đấy, các bác nào mà lấy thì em sẽ thay luôn màng lọc mới cho các bác. Đấy, dùng cho nó ok thêm vài năm, thay màng lọc mới coi nhé. Khi nào bác nào lấy thì alo cho em nhé. Cảm ơn các bác. Giá 4 triệu. Các bạn nào lấy con này em quên thông báo giá các bác là giá 3 triệu 6 nhé. Và em lắp đổi nguồn điện sang 220V luôn cho các bác. Đấy. Giá 3 triệu 6 kèm đổi nguồn luôn, chưa có phí vận chuyển. Cảm ơn các bác.